Trên màn ảnh nhỏ các bạn là món đà điểu, mề đà điểu ăn lẩu. Và các bạn thấy là món này thì rất là giòn, và sản phẩm từ cái bộ dạ dày, bộ mề con đà điểu. Đà điểu nó là loại ăn rau cỏ nhiều, rất là tốt. Đó, giới thiệu các bác là con đà điểu thì nó khoảng 8 tháng thì đạt được khoảng 1 tạ, và cái mề của nó được khoảng 1,5 kg, tầm trên dưới và 2-3 lạng nữa, con to con nhỏ khác nhau. Thì xin giới thiệu các bạn là cái mề này chúng tôi có bán toàn quốc và đóng đá đá thêm trong cái bữa ăn của gia đình. Cái món đà điểu này quý vị và các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi 0163 530 5982 hoặc 0989 177. Xin nhớ rằng các bạn có thể biết là con đà điểu nó đạt đến hàng trăm kg, nhưng mà nó chỉ duy nhất có một cái mề đấy. Và cái Đấy, dạ dày của anh nó em là đang như là giới cái mề thiệu cái mề gà gà anh nhá. đấy. Đấy. Và xin giới thiệu một cái khoảnh quá luôn. Múc vào đi, ông múc vào đi. Cái đấy chưa đến lượt anh Duy Nhất đâu. Tức ông múc vào đi. Này, tính tay này hay kiểu. Ông múc vào đấy đầy vào. Mề đà điểu rất là giòn, ngon. Số điện thoại để các bạn tiện liên hệ mua mề đá điểu để phục vụ trong món lẩu. Các bạn thân mến, hôm nay mình cũng bỏ rất nhiều thời gian để quyết tâm thực hiện một cái cảnh quay rất là gần cái chú đà điểu ở trung tâm nghiên cứu gia cầm Thịnh Phương, thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì trên màn nhỏ các bạn là chú đà điểu mái đang vẫy cánh. Mùa này thì vào cũng thời điểm là rét, vào đang vào mùa đông. Thì nhưng mà những chú đà điểu này già, đâm ra là chúng cũng chịu rét rất là tốt đó. Mặc dù là cái phần thịt cũng hở ra như thế, nhưng mà chúng không hề, vào những cái vụ đông giá rét hơn chúng vẫn ok luôn, bởi chúng đã lớn lên ở đây từ nhỏ. Và cái nhiệt độ bình thường thì con đà điểu nó ưa với mùa xứ sa mạc châu Phi, hoặc là nguồn gốc ông tổ tiên của nó là châu Phi, khoảng trên dưới 30 độ. Thì cái khung khung chuồng ở đây thì nuôi 15 con một ô, và tỷ lệ là 5 con trống.